Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Cuộc sống 24 giờ của kênh VTC14 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 8 năm 2016, tôi là Xuân Tú. Còn tôi là Thanh Huyền và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng điểm qua nội dung chính của chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay. Hội An sẽ là thành phố đầu tiên ở Việt Nam kêu gọi người dân và du khách thực hiện ngày không ăn thịt động vật nhằm ủng hộ lối sống lành mạnh và bảo vệ môi trường. Phụ huynh ở các khu đô thị, khu dân cư mới ở Hà Nội chầy chật lo xin cho con vào học trường mầm non công lập do không đủ điều kiện để học tư thục và lo ngại về chất lượng các nhà trẻ tư pháp. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank vừa đưa ra cảnh báo cho biết một số đối tượng giả mạo cán bộ của các ngân hàng để gọi điện, nhắn tin cho khách hàng thông báo là khách hàng có khoản tiền chuyển nhầm, yêu cầu cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu dịch vụ Internet Banking và mã OTP để nhận tiền. Cũng theo ngân hàng này, ngoài hành vi trên còn có nhiều đối tượng giả thông báo tài khoản Internet Banking của khách hàng bị xâm nhập trái phép hoặc sắp hết hiệu lực, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để xác nhận lại thông qua đường dẫn độc hại đính kèm để lấy thông tin tài khoản. Trước đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam cảnh báo khách hàng một số hình thức lừa đảo như là thông báo khách hàng trúng thưởng, yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản và mật khẩu xác thực để nhận thưởng, hay là giả cơ quan điều tra yêu cầu nộp tiền vào tài khoản để phục vụ điều tra, các thư điện tử, tin nhắn thông báo khuyến mãi hoặc kèm theo đường dẫn các trang mạng bán hàng trực tuyến. Các ngân hàng khuyến cáo tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không truy cập các trang mạng bán hàng hay thanh toán trực tuyến qua các đường dẫn được gửi kèm qua thư điện tử, bởi đường dẫn này có thể dẫn đến trang mạng giả mạo. 9 trạm cấp cứu vệ tinh 115 phủ sóng tại các cửa ngõ của thành phố Hồ Chí Minh đã cứu sống hàng nghìn trường hợp thập tử nhất sinh do tai nạn bệnh tật. Đây là mô hình đầu tiên trong cả nước được thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Theo đó, các trạm cấp cứu vệ tinh mang tính chủ lực như trạm cấp cứu vệ tinh đặt tại quận Thủ Đức, bệnh viện quận Bình Tân, bệnh viện Đa khoa Sài Gòn và bệnh viện Xuyên Á. Trong đó, trạm cấp cứu vệ tinh 115 bệnh viện quận Thủ Đức là cả phương tiện gồm 4 xe cấp cứu lẫn chuyên gia đều thuộc bệnh viện tuyến quận này, trong khi 3 trạm cấp cứu còn lại thì cả phương tiện lẫn nhân sự đều thuộc trung tâm cấp cứu 115. Theo các bác sĩ, với hệ thống định vị GPS và bản đồ số bản quyền đã được đơn vị này thiết lập phục vụ công tác điều hành nhằm nâng cao năng lực cấp cứu ngoại viện nhanh chóng, hiệu quả nhất. Trong năm nay, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực thiết lập thêm 3 trạm cấp cứu vệ tinh 115 khác trong kế hoạch phủ sóng trạm cấp cứu vệ tinh 115 trên toàn địa bàn trong những năm tiếp theo. Theo Trung tâm cấp cứu 115, trong năm 2015 có 9.000 lượt gọi cấp cứu ngoại viện, tăng gấp đôi so với các năm trước đó. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh gửi Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả điều tra khảo sát, thống kê nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn, thì trong 5 năm tới sẽ có tổng cộng là hơn 80.000 hộ dân trên địa bàn thành phố có nhu cầu. Trong đó, giai đoạn 2016-2018, nhu cầu mua nhà chiếm khoảng 55,6% với khoảng 44.500 căn. Giai đoạn 2019-2020 chiếm 38,5% với khoảng 30.500 căn và sau năm 2020 chiếm khoảng 5,9% với khoảng 5.000 căn. Đa số người dân có nhu cầu mua nhà diện tích khoảng từ 40 đến 60m². Về giá căn hộ, kết quả khảo sát giá nhà trung bình khi chọn phương thức trả tiền một lần ghi nhận khoảng 792,6 triệu đồng trên một căn. Còn giá nhà khi chọn phương thức thuê mua, tức là nộp tiền hàng tháng, được mong đợi khoảng 3,7 triệu đồng trên một tháng. Và đối tượng chọn giá thuê dài hạn trung bình 920.000 đồng trên một tháng, có thể thấp hơn 700.000 đồng trên một tháng. Khoảng 30% có nguyện vọng ở khu vực 6 quận mới và gần 20% muốn ở khu vực ngoại thành. Sẽ công khai các tổ chức vi phạm pháp luật đất đai trên các phương tiện truyền thông đại chúng, cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh. Đề nghị này vừa được Tổng cục Quản lý Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh tiến hành khi rà soát các dự án đất đai trên cả nước. Tổng cục Quản lý Đất đai cho biết việc công khai sẽ được các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh đăng công khai, đồng thời tổng hợp gửi về Tổng cục Quản lý Đất đai để tiếp tục đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với các tổ chức sử dụng đất vi phạm pháp luật mà chưa xử lý xong. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cho biết nhiều tỉnh chưa thực hiện nghiêm quy định về việc công khai các tổ chức sử dụng đất đang có vi phạm đã phát hiện. Đặc biệt, việc thành lập và xử lý thông tin đã tiếp nhận qua đường dây nóng của các địa phương còn chậm. Một số tỉnh còn mang tính hình thức, hiệu quả không cao. Theo thống kê, trong năm 2015,
Tổng cục Quản lý Đất đai mới nhận được báo cáo của 30 tỉnh thành về các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, trong đó chưa có tỉnh nào báo cáo kết quả xử lý vi phạm. Từ thực tế trên, Tổng cục Quản lý Đất đai yêu cầu việc đăng công khai các trường hợp vi phạm phải được thực hiện thường xuyên. Để đảm bảo cho trẻ em được đến trường mầm non, thì Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã vừa đề xuất với thành phố Hà Nội là khi xây dựng các khu chung cư đều bố trí xây dựng thêm những trường mầm non. Theo đó, thì các phòng giáo dục cũng đã đề xuất tham mưu với các quận huyện xây dựng trường mầm non phù hợp với dân số ở địa bàn. Để phục vụ năm học mới 2016-2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo có kế hoạch xây dựng thêm 26 trường mầm non. Đây là những trường học được xây dựng tại các khu đô thị, chung cư ở các quận huyện có đông dân cư từ các nơi khác đến. Hà Nội cũng đang khuyến khích việc xã hội hóa, huy động nguồn lực đóng góp từ các tổ chức cá nhân để xây dựng trường mầm non. Theo ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, ở Hà Nội có quận Từ Liêm và một số quận huyện khác là có lượng người dân di cư từ các nơi khác đến rất đông, nên đã xây dựng thêm nhiều trường lớp mới để đảm bảo con em người dân được đến trường. Thưa quý vị, với giáo dục mầm non thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã có đề án phổ cập cho trẻ 5 tuổi. Tất cả trẻ em ở độ tuổi này tại các địa phương đều được đến trường. Ở các khu công nghiệp đều phải xây dựng trường lớp và đảm bảo cho trẻ 5 tuổi được đi học mầm non. Tuy nhiên, với nhiều lý do thì không phải nơi đâu cũng đủ trường lớp cho con trẻ, đặc biệt là những thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội. Và từ đó thì nảy sinh rất nhiều vấn đề. Vâng, và chỉ còn gần một tháng nữa là các bé mầm non sẽ chính thức bước vào năm học mới. Trường lớp có xây mới như kế hoạch của thành phố Hà Nội thì cũng một vài năm sau mới đi vào hoạt động được. Còn kế hoạch tìm kiếm trường học phù hợp cho các con đến tuổi thì luôn được các bậc phụ huynh vạch ra. Vâng, nhưng chắc chắn là mỗi nhà thì mỗi cảnh. Nhiều nhà thì đơn giản, nhưng cũng nhiều nhà không được như vậy. Nhất là chưa đủ điều kiện về kinh tế mà đang sống tại các khu chung cư mới xây thì càng khó khăn hơn. Tại đây thì các bậc phụ huynh đều vô cùng chật vật tìm trường cho con. Nhà nào cũng có con nhỏ đua nhau tìm trường và tưởng chừng như là một cuộc đua không cân sức. Câu chuyện sau được ghi nhận sẽ có thể thấy rõ hơn trong vòng luẩn quẩn của thực trạng hạ tầng và thủ tục của giáo dục mầm non công lập ở ngay giữa Hà Nội. Biết chỉ tiêu rồi mà là khó lắm. Thế ạ? Có lẽ đây là câu chuyện được dỉ tai nhau nhiều trước mỗi năm học mới. Tìm mọi nguồn, mọi mối để con mình có thể được vào trường mầm non công lập. Hai vợ chồng mới đi làm, bây giờ cho con đi học mầm non. Con mấy tuổi? Con 4 tuổi rồi. 4 tuổi à? Nên bây giờ mà cho đi học chạy bao nhiêu tiền? 2 triệu thôi. Em tốt nhất là nhà bà trong này này, em cũng đưa cho bà 2 triệu. Nếu được thì là không, mày cứ ngồi đây tao vào hỏi ông ấy xem nào. Xong thì xem thế nào. Em cứ ngồi đây chờ. Alo Vương à? Nếu hôm nào nó nhờ mày xin học cho Khoa ăn sắn ấy, tao hỏi được chưa? Alo chị Hoa ạ. Hôm nọ em có nói chuyện với chị về cái việc là xin học cho hai bé vào cái chỗ trường mầm non Định Công ở gần nhà em ấy. Vâng, nếu như mà hai bạn mà khó quá thì bác xin hộ em một bạn trước nhé. Hai năm nay, người mẹ này vẫn chưa tìm được trường mầm non công lập cho con. Thậm chí trước đây, trường học chỉ cách nhà chị có vài bước chân. Nhà có hai con nhỏ, đều ở độ tuổi đi học mầm non. Vì không tìm được trường công, nên vợ chồng anh chị buộc phải cho hai cháu học trường tư với chi phí đắt đỏ hơn. Nói trắng ra là phải chạy trọt và phải nhờ vào mối quan hệ thì là mới xin được. Nhưng mà do mình thì cũng không có mối quan hệ này, cũng không biết nhờ cùng và ai, nên là năm đấy mình cũng không xin được. Sao đến năm vừa rồi, nếu như mà để đúng mà xin học cho hai bạn cùng một lúc, và cái trường công gần nhà thì mình đã mang hồ sơ ra trường nộp, nhưng mà lại không được đồng ý là bởi vì là chỉ tiêu ít và không còn suất. Việc tìm kiếm trường công cho con dường như quá khó khăn tại các khu đô thị mới, trong khi nhiều gia đình không phải khá giả để có thể gửi con học ở trường tư thục. Nhìn vào số liệu trên đây, chúng ta có thể thấy được áp lực dân số tại quận Hoàng Mai đã tăng lên rõ rệt trong những năm qua. Tính từ năm 2010 đến nay, dân số ở khu vực quận Hoàng Mai đã tăng gần 50.000 người. Trong đó, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2016 đã tăng lên tới gần 26.000 người. Số lượng trường mầm non công lập trên địa bàn tính từ năm 2007 đến nay chỉ tăng vẻn vẹn có 2 trường. Nếu mà vào trường tốt ấy, thì
phải có đầu tiền đầu vào cho con mình. Các trường mầm non, từ trường tư thục thì có đông các cháu đó. Đông các cháu mà tư thục thì mở rất nhiều, nhưng vẫn chưa đáp ứng được học của các cháu. Không chỉ riêng khu vực quận Hoàng Mai, nhiều khu vực khác ở Hà Nội có nhiều tòa nhà chung cư mới cũng chung tình trạng quá tải dân cư. Nhà có hai đứa con nhỏ, một đứa 4 tuổi, đứa nhỏ mới 2 tuổi. Mỗi tháng chị Hà phải mất ít nhất gần 5 triệu đồng cho hai đứa học trường tư, trong khi các cháu học ở trường công chỉ mất khoảng 2 triệu đồng. Những ngày qua, nhiều phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh không khỏi bức xúc về việc trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Việt Anh quận Phú Nhuận ra quy chế tuyển sinh lạ. Trong đó, điều khiến nhiều người bức xúc là trong quy chế tuyển sinh có quy định học sinh đồng tính hoặc bệnh nguy hiểm lây nhiễm không nhận ở nội trú. Trước sự việc này, phóng viên VTC14 đã có cuộc trao đổi với đại diện trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Việt Anh. Mời quý vị theo dõi. Đây là nội dung đầy đủ của bản quy chế tuyển sinh năm học mới của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Việt Anh. Tại điều 5, quy chế tuyển sinh có quy định không nhận học sinh đồng tính hoặc bệnh nguy hiểm, lây nhiễm không nhận ở nội trú. Chính là điểm khiến nhiều người bức xúc. Theo đó, ngay cả sau khi vào trường, nếu nhà trường phát hiện học sinh thuộc trong những mục trên, học sinh buộc phải rút khỏi trường. Và kinh nghiệm, trải nghiệm chính là cơ sở để trường Việt Anh ra quy chế mới này. Căn cứ thì nhà trường căn cứ vào kinh nghiệm, vì năm nay trường là năm thứ 6 rồi. 5 năm trước thì học sinh vào trường không có quy định này. Thế thì qua cái trải nghiệm của mình thì nhà trường cũng cân nhắc vào năm nay lần đầu tiên đưa ra. Sự hoang mang, lo lắng là điều không tránh khỏi. Bởi lẽ không ít người đang có con là người đồng tính. Hơn nữa, đây không phải là một căn bệnh. Việc ra quy chế như thế khiến nhiều người nghĩ rằng nhà trường có ý kỳ thị người đồng tính. Ai là cũng là một con người hết, thì nói chung mình vẫn nhận người ta là tốt thôi. Tại vì nếu mà đưa vô thì nhận, nhưng mà trong nhà trường thì có một cái sự quản lý chặt chẽ thì nó không có cái vấn đề gì xảy ra hết. Tức là cái việc giáo dục và cái việc định hướng, nếu mà người ta đã có con mà người ta đưa vào đây là người ta đã đặt cái niềm tin và cái nền giáo dục trong đây rồi, thì mình phải có cái sự coi như là giáo dục và rèn luyện từ với cái tuổi trẻ mới lớn lên mà. Dưới quan điểm của em thì có một bạn đồng tính cũng không sao, cũng vui, thấy bình thường, không sao. Dạ, điều này nó rất là khó xử. Tại vì dù gì cũng là quyết định trên của ban giám hiệu thì tụi em cũng chấp hành theo. Dù vướng phải những ý kiến trái chiều, phần lớn là không ủng hộ. Tuy nhiên, ông Nguyễn Mạnh Dương cho biết, ông và ban giám hiệu nhà trường vẫn kiên quyết duy trì quy chế mới này. Cái quy chế này thì nó xuất phát từ việc là tạo sự tiện lợi và lợi ích cao nhất của tất cả các học sinh, kể cả đồng tính hay dị tính. Cho nên là dù có gặp nhiều dị nghị tranh cãi thì tôi và ban giám hiệu cũng đã thống nhất với nhau là sẽ không có bỏ quy định này đi. Hiện nay, xã hội đang cố gắng xóa bỏ kỳ thị, pháp luật cũng công nhận quyền bình đẳng của người đồng tính. Nhiều người lo ngại nếu quy chế này áp dụng, vô hình chung lại xây nên một rào cản trong việc người đồng tính hòa nhập với xã hội. Thưa quý vị, sau 12 năm đèn sách, kết quả kỳ thi phổ thông Trung học Quốc gia là cánh cửa cho nhiều em tiếp bước trên giảng đường đại học. Đó hầu như là mong muốn của nhiều em học sinh. Tuy nhiên, mong muốn đó đôi khi là không phải ai cũng thực hiện được, ngay cả khi kết quả đạt được là khá cao. Vâng, đó là trường hợp của em Lê Trung Anh, vừa học xong lớp 12A1 trường Trung học phổ thông Minh Khai, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, và đạt 27,85 điểm khối A, cao thứ 3 toàn tỉnh. Nhưng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nỗi lo của em và gia đình giờ đây là không có tiền để nhập học. Với điều kiện gia đình nghèo, không có điều kiện học thêm nhiều hay mua tài liệu tham khảo, nên phương pháp học tập của em là lắng nghe thầy cô giảng bài để nắm vững các kiến thức, kỹ năng ngay tại lớp, rồi thì tự ôn luyện tại nhà. Đến hôm nay, em đã chạm được đến ước mơ của mình. Nhưng càng gần về ngày nhập học, em đành nén nỗi niềm vào lòng,
khi chưa biết trông vào đâu để có tiền học phí và các khoản chi phí khác. Nguyện vọng của em là nộp vào trường Đại học Dược Hà Nội. Thì điểm số thì em nghĩ là sẽ hoàn thành được cái nguyện vọng của em là vào đại học. Nhưng mà cũng kéo theo đó là khá nhiều nỗi lo về tiền ăn ở và cũng như học phí. Bố mất sớm, cuộc sống của gia đình em chỉ trông chờ vào mấy xảo ruộng của mẹ. Việc lo cuộc sống của hai anh em cũng đã là một gánh nặng. Thì mẹ cũng vất vả nhưng mà mẹ cũng động viên con là cố gắng lên để vào năm đồ vào các trường để là có sau này để giúp đỡ mẹ và em. Rồi mẹ cố gắng đi làm thế làm mượn để nuôi con. Lần giờ những thành tích trong suốt 12 năm học mà em đạt được là cả một sự nỗ lực lớn của em với các thành tích học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh. Trên cơ sở về thực tế về hoàn cảnh gia đình, rồi tập trung rồi là động viên gia đình tạo mọi điều kiện để cho cháu nhập học. Mặt thứ hai là đối với trách nhiệm của địa phương sẽ giao cho Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền đến gọi động viên và giúp đỡ gia đình, kể cả trước mắt cũng như là lâu dài. Khó khăn của gia đình em ngày càng dày lên khi cuộc sống hàng ngày cũng là gánh nặng cho mẹ. Ước mơ trở thành một dược sĩ đang là nỗi khát khao trong em khi ngày tựu trường đang cận kề. Mở đầu chuyên mục điểm báo ngày hôm nay là một bài viết đăng tải ở trên trang 6 của báo Lao Động. Mày bắt Pokemon bê trễ công việc học hành. Ngày 6 tháng 8, trò chơi Pokemon Go chính thức có mặt tại Việt Nam, gây ra cảnh nhiều bạn trẻ đổ xô về trung tâm thành phố, nhất là các công viên để bắt Pokemon. Từ sáng sớm ngày cuối tuần, hàng trăm bạn trẻ đã đến công viên để săn thú ảo. Và cả khi đêm xuống, họ vẫn mải mê với trò chơi này, bất chấp không ít nguy hiểm rình rập ở công viên như trộm cắp, cướp giật. Là bởi theo nhiều game thủ, công viên là nơi có sẵn nhiều Pokemon nên nhiều người dân đến đây. Không chỉ có các bạn trẻ, trò chơi này cũng đã gây nghiện giới chức công sở và điều này khiến nhiều người bê trễ công việc, thậm chí tìm cách đánh cắp giờ làm việc để truy tìm Pokemon. Theo thạc sĩ tâm lý và xã hội học Phạm Thị Thúy, thì một bộ phận giới trẻ, người lớn mất phương hướng sống, sống không có mục tiêu, ước mơ nên dễ sa vào những trò chơi giải trí giết thời gian. Và Pokemon Go là một trò chơi mới với nhiều tương tác hấp dẫn, dễ dàng cuốn họ vào vòng xoáy nghiện game. Bên cạnh đó, sự tò mò của các bạn mê công nghệ, mê game theo trào lưu từ các nước cũng là nguyên nhân khiến trò chơi này lan truyền chóng mặt. Thưa quý vị, chỉ riêng trong tháng 7 vừa qua, Thanh tra Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành đến 24 quyết định xử phạt vi phạm liên quan đến lĩnh vực du lịch. Trong đó có 13 quyết định đối với cơ sở lưu trú, 11 quyết định xử phạt đối với công ty kinh doanh lữ hành. Và vi phạm chủ yếu là hoạt động nhưng không thông báo cho cơ quan nhà nước, kinh doanh lữ hành quốc tế không có giấy phép v.v. Về vấn đề này, báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh trang 11 có bài viết với nhan đề "Dẹp du lịch ma để bảo vệ du khách". Luật du lịch 2005 không yêu cầu công ty kinh doanh lữ hành nội địa phải có giấy phép, điều kiện cấp phép kinh doanh và cũng không phải ký quỹ. Nhiều chuyên gia công ty du lịch đánh giá đây chính là một trong những lỗ hổng mà người chịu thiệt thòi là du khách. Trên thực tế, không ít công ty được thành lập kiểu tay không bắt giặc, chỉ một người vừa là giám đốc vừa là nhân viên nhưng tổ chức tour đi khắp nơi. Những đối tượng này thường có nhiều chiêu cắt xén dịch vụ để giảm giá tối đa, thậm chí là cả lừa đảo. Trong khi đó, việc quản lý của cơ quan chức năng còn lỏng lẻo, càng làm cho loại hình du lịch này lộn xộn, khó quản lý, cạnh tranh không lành mạnh. Ông Phạm Xuân Nam, giám đốc công ty du lịch Xuân Nam nhấn mạnh, các doanh nghiệp phải làm du lịch nội địa cũng cần phải được ràng buộc trách nhiệm trong kinh doanh bởi nó phục vụ đối tượng là con người. Đáng tiếc là hiện tại có khi chỉ với hai bàn tay trắng người ta cũng có thể làm du lịch nội địa nên dẫn đến tình trạng cạnh tranh bằng giá khốc liệt thay vì bằng uy tín chất lượng. Và để khắc phục những hạn chế trên, dự thảo luật du lịch sửa đổi đã bổ sung quy định việc cấp sử dụng giấy phép kinh doanh lữ hành cho loại hình kinh doanh nội địa. Doanh nghiệp phải ký quỹ một số tiền nhất định, dự kiến là khoảng 150 triệu đồng trong ngân hàng để giải quyết trong những trường hợp đột ngột giải thể, phá sản, tai nạn hay số du khách.
Ngày hôm nay, Báo Lao Động bắt đầu đăng tải loạt phóng sự Thanh Hóa cưỡng chế 12 hộ dân dành đất cho tập đoàn FLC làm biệt thự. Quá ưu ái doanh nghiệp, ai đứng sau hưởng lợi? Doanh nghiệp thu lợi lớn, còn dân thì rơi vào cảnh túng quẫn. Hàng chục hộ dân ở thôn Hồng Thắng, xã Quảng Cư, Thanh Hóa đang rơi vào tình cảnh cùng quẫn khi bị ép giao nhà cửa đất đai cho tập đoàn FLC kinh doanh bất động sản. Người dân chịu thiệt đủ đường trong khi tập đoàn FLC thu lợi lớn từ bán đất trên giấy. Việc phát triển mở rộng để Sầm Sơn hiện đại, khang trang, xứng tầm là đô thị biển hàng đầu cả nước là cần thiết. Tuy nhiên, những gì người dân đang được nhận là quá thiệt thòi. Đất đai nhà cửa của những hộ dân nơi đây được cha ông họ gây dựng từ hàng trăm năm trước. Họ sẵn sàng di rời đi, nhưng họ đã không thể đi vì cái họ nhận được quá cay đắng. Ủy ban Nhân dân thị xã Sầm Sơn đã áp dụng quyết định số 4545 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa để áp giá bồi thường. Và theo đó thì các hộ ở khu vực đất vàng này chỉ được nhận đền bù với giá từ 1,2 đến 4 triệu đồng một mét vuông. Trong khi đó không cần phải đầu tư gì đường xá, và vì Thanh Hóa đã bỏ ngân sách ra để làm, tiền giải phóng mặt bằng cũng không đáng kể. Tập đoàn FLC đã giao bán trên giấy ngay chính mảnh đất ấy với giá là từ 30 cho đến 60 triệu đồng một mét vuông. Một con số rất đáng quan tâm đó là trung bình mỗi tháng người Việt chi trên 13 triệu đô la Mỹ chỉ để nhập khẩu củ tỏi, mớ rau từ Trung Quốc. Về vấn đề này, báo Thanh Niên trang 6 trang 7 có bài viết với nhan đề Rau quả Trung Quốc ùn ùn vào Việt Nam. Gần đây nhất là câu chuyện xoài Trung Quốc. Loại xoài này trái nhỏ, chất lượng thấp, giá bán lẻ 25 đến 30.000 đồng 1 kg, nhưng theo Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, mỗi ngày có hàng trăm tấn nhập vào thị trường nội địa và mỗi năm lên tới 2.000 đến 2.500 tấn. Xoài cát Hòa Lộc của Việt Nam thuộc loại ngon nhất thế giới. Và hiện nay thì giáo sư tiến sĩ Bùi Chí Bửu, nguyên là viện trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam, cảm thấy băn khoăn là không hiểu vì sao xoài Trung Quốc chất lượng thấp và giá không hề rẻ lại có thể thâm nhập vào thị trường của chúng ta. Chỉ có thể là do hình dáng lạ mắt. Và có thêm những thông tin phân tích khác là hiện nay lý giải về việc hàng Trung Quốc vẫn sống khỏe tại thị trường Việt Nam dù thời gian qua đã có tâm lý sợ hàng từ nước này vì chất lượng kém và độc hại, thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Ngãi, trưởng khoa Kinh tế Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh phân tích, tâm lý sợ tránh hàng Trung Quốc trong một bộ phận người dân hiện nay là có. Tuy nhiên ở các chợ truyền thống, chợ bình dân, chợ tự phát gần các khu công nghiệp, nông thôn, nơi mà mức sống của người dân còn thấp thì điều quan trọng hơn với họ đó chính là giá cả. Trang 9 của báo Thời báo Kinh tế Việt Nam ngày hôm nay đăng tải bài viết doanh nghiệp thực phẩm trước thách thức. Cụ thể là doanh nghiệp sản xuất lương thực thực phẩm phải chủ động để giữ thị trường và phát triển kinh doanh. Bởi lẽ nếu như thuế xuất khẩu vào các thị trường có xu hướng giảm dần, theo cam kết các FTA thì hàng rào tiêu chuẩn kỹ thuật lại càng nâng lên. Trong xu thế các thị trường đang chú trọng bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng nên sẽ đưa ra nhiều tiêu chuẩn khắt khe và hình phạt nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm. Đây là thông tin mà các chuyên gia đã chia sẻ tại Hội thảo Hiệp định Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP, cơ hội và thách thức đối với ngành chế biến lương thực thực phẩm, do Sở Công Thương TP.HCM phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Trung tâm WTO TP.HCM tổ chức vào ngày 8 tháng 8. Qua các FTA, doanh nghiệp có cơ hội để mở rộng thị trường sang những thị trường mới. Cùng với việc giảm thuế suất của các thị trường là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nhập khẩu máy móc công nghệ với giá rẻ, giúp giảm chi phí đầu vào và nâng cao chất lượng sản phẩm. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp cần có những chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp cận các cơ hội mà các FTA mang lại. Cùng với suy nghĩ lo ngại cho doanh nghiệp ngành lương thực thực phẩm trong nước, ông Dương Như Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Luật TP.HCM cho rằng, khi có TPP, xuất khẩu của Việt Nam không tăng nhiều mà có nguy cơ nhập khẩu thực phẩm vào thị trường nội địa sẽ tăng mạnh. Thực tế là nhiều thương hiệu thực phẩm chế biến vẫn đang tập trung tiêu thụ tại thị trường nội địa, xuất khẩu vẫn chưa phải là chủ lực nên không tránh khỏi áp lực cạnh tranh rất gay gắt. Từ cuối tháng 8 thì 12 nhà hát trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch bắt đầu được chơi sang. Có nghĩa là các nhà hát sẽ được thỏa sức sáng tạo nghệ thuật thường xuyên trên Thánh Đường là nhà hát lớn Hà Nội. Trên báo Tuổi Trẻ trang 16 có bài viết trong mục Văn hóa Giải trí khi nghệ thuật được chơi sang. Kế hoạch này được triển khai sau khi Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo giao ban giám đốc nhà hát lớn Hà Nội phối hợp với các đơn vị xây dựng chương trình hay nhất trong khả năng và đưa vào diễn tại nhà hát lớn trong cuộc họp sơ kết công tác ngành 6 tháng đầu năm 2016. Ba đơn vị sẽ mở màn cuộc chơi sang này là dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam với bản Giao hưởng mùa thu 1 ngày 30 tháng 8, nhà hát kịch Việt Nam với vở Biệt đội Báo đen ngày 31 tháng 8 và nhà hát chèo Việt Nam với chương trình âm nhạc và các trích đoạn chèo truyền thống mẫu mực mùng 1 tháng 9. Ông Trương Nhuận, giám đốc nhà hát Tuổi Trẻ cho rằng
được biểu diễn ở nhà hát lớn Hà Nội như là một chứng chỉ đảm bảo về chất lượng của mỗi chương trình vở diễn. Vậy nên nó tạo cú hích để các nhà hát đầu tư hơn trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai, phó giám đốc nhà hát Cải Lương Việt Nam thì có nhắc nhở là hồi cuối những năm 1980, đầu những năm 1990, gần như tuần nào thì nhà hát cũng có đôi ba suất diễn ở nhà hát lớn. Thế nhưng bẵng đi đến giờ gần 20 năm qua thì vẫn không thể tự đặt chân vào nhà hát lớn để biểu diễn vì nó thật là không có kinh phí để có thể thuê. Dịp này là một cơ hội tốt đối với các nghệ sĩ, nhất là các nghệ sĩ trẻ. Nhà cũ cổ chờ sập, chính quyền bế tắc, phản ánh của nhóm phóng viên Ngọc Cương, Trần Hoàng trên trang 3 của báo Tiền Phong. Sự cố sập nhà tại 43 cửa Bắc Ba Đình, Hà Nội là hồi chuông cảnh báo đối với an toàn xây dựng ở thủ đô. Ngoài những ngôi nhà đơn lẻ xuống cấp nằm trong khu phố cũ, phố cổ, hiện trên địa bàn thành phố có nhiều khu chung cư đã đưa vào sử dụng 30 đến 40 năm ở trong tình trạng sụt lún, nứt vỡ, rột nát, đang ngày đêm đe dọa đến cuộc sống của hàng nghìn người dân. Tình trạng nhà tập thể chờ sập đã được chính quyền địa phương báo cáo lên thành phố và các cơ quan chức năng. Báo chí cũng đã nhiều lần vào cuộc phản ánh, nguyện vọng được di chuyển của người dân. Nhưng nhiều năm nay, việc cải tạo các khu tập thể nguy hiểm vẫn còn đang dậm chân tại chỗ. Thưa quý vị, liên quan tới câu chuyện vào hồi cuối tháng 7 vừa qua, thì một khách hàng nữ ở thành phố Hồ Chí Minh đã gửi đơn tố cáo Trung tâm California Fitness and Yoga Bắc Sơn Hùng Vương có hành vi gian dối trong kinh doanh, lừa đảo khách hàng. Một lần nữa cho chúng ta thấy một thực tế, dường như khi các phương tiện truyền thông ngày càng trở nên phát triển thì những câu chuyện tương tự như thế này xuất hiện ngày càng nhiều. Vâng, và kéo theo đó là những lập luận tranh cãi đúng sai từ phía dư luận. Điều mà chúng ta không dễ gì để có thể có câu trả lời, và giống như người ta vẫn thường nói là một nửa sự thật thì không phải là sự thật. Huống chi chuyện doanh nghiệp ỷ mạnh hiếp yếu thì ngày nay không còn hiếm nữa. Và câu chuyện con kiến lại đi khởi kiện và con voi thì rõ ràng rất dễ mang về mình phần thua. Vâng, sẽ là một sự liên tưởng khập khiễng, nhưng mà những gì mà anh Xuân Tú vừa chia sẻ thì bỗng làm tôi nhớ tới vụ án là con ruồi nửa tỷ và chai nước của Tân Hiệp Phát. Một điển hình cho vấn đề mà MC Xuân Tú vừa nói đến. Nói đến phải trái hay đúng sai thì như đã nói thật là không dễ gì để kết luận. Có điều tôi quan tâm nhiều hơn ở đây chính là văn hóa doanh nghiệp và cái cách mà họ dùng để xử lý một cuộc khủng hoảng bất kỳ. Vâng, và nói về đơn vị California Fitness and Yoga thì từ khi có mặt tại Việt Nam vào năm 2007 đến nay đã được coi là một thương hiệu. Với một chuỗi phòng tập đẳng cấp 5 sao, rồi hệ thống hơn 30 câu lạc bộ trải dài khắp 6 thành phố và số lượng hội viên thì lên tới con số hàng ngàn, thì đây thực sự là một địa điểm yêu thích của không ít người. Cũng không có gì để nghi ngờ đây chính xác là một trong những doanh nghiệp ông lớn tại Việt Nam. Vâng, và được biết là trước sự cố bị tố vừa qua thì doanh nghiệp này cũng từng không ít lần vướng phải những scandal như là chèo kéo, coi thường khách hàng hay là nghi vấn trốn thuế. Vậy trước những lùm xùm diễn ra thì đại diện doanh nghiệp này sẽ có những chia sẻ như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay của chúng tôi và gặp gỡ bà Phan Diệu Huyền, giám đốc truyền thông của tập đoàn CMG, đơn vị chủ quản của hệ thống California Fitness and Yoga. Chào chị, liên quan đến sự việc vừa rồi, có một khách hàng nữ đã có những phản hồi không mấy tích cực với phía trung tâm. Không biết là hiện tại bây giờ thì sự việc này đang diễn biến đến đâu rồi ạ? Xin chào bà, chào các khán giả của VTC. Cảm ơn bà về cái câu hỏi mà bà vừa mới đặt ra. Thì ngay cái khi mà nhận được những cái thông tin mà từ báo, thì bên mảng dịch vụ khách hàng của công ty cũng đã ngay lập tức liên lạc với khách hàng và tìm ra cái giải pháp để có thể thứ nhất là xin lỗi khách hàng về cái sự trả lời chậm trễ. Cho dù có sao đi nữa thì mình cũng đã không có đáp ứng được cái mong muốn của khách hàng đối với dịch vụ của công ty của mình. Và cái sự việc hiện tại thì mình cũng có thể nói là nó đã được giải quyết xong, khá là ổn thỏa. Còn sự việc liên quan đến bài viết trung tâm bán gói tập cho người chưa đủ tuổi thì không biết là hiện tại sự việc là như thế nào ạ? Thực sự thì chúng tôi cũng nhìn nhận là có cái sai sót của nhân viên là làm cái hợp đồng của những cho một cái khách hàng mà chưa đủ tuổi. Chuyện đó là một cái chuyện mà nó không có đúng theo cái quy chế mà công ty đưa ra, và nhân viên cũng đã nhận cái sai sót. Bên lãnh đạo công ty cũng đã gặp và nói chuyện trực tiếp với gia đình của khách hàng. Thực ra thì đối với cái trường hợp như vậy thì chị cũng có thể nhìn quanh ở phòng gym, ở trong các cái phòng tập thể dục thể hình thì có rất là nhiều những cái trẻ em chưa đủ tuổi, nhưng mà với cái nhu cầu của gia đình để chúng tôi có thể giúp các em huấn luyện về thể lực và về sức khỏe,
Tuy nhiên trong cái trường hợp này là thiếu cái sự sai sót là làm việc trực tiếp với ba mẹ của em, và chúng tôi rút kinh nghiệm trong lần này. Không thể phủ nhận là thời gian gần đây trung tâm California liên tục có những lùm xùm liên quan đến việc tố tụng như vừa nêu, hoặc là chuyện trốn thuế, việc cố gắng lôi kéo hội viên bằng bất cứ giá nào, hay là những nhận định như là chất lượng của trung tâm đang được thả nổi. Vậy thì đại diện phía CMG là chị có những chia sẻ như thế nào trước những thông tin như thế này ạ? Là một tập đoàn của Mỹ, làm ăn 9 năm ở Việt Nam, chuyện làm ăn một cách lâu dài và theo đúng luật là hai cái tiêu chí rất là quan trọng. Không thể mà bỏ công sức trong một thời gian rất là dài để làm những cái chuyện sơ suất mà nó có ảnh hưởng đến luật pháp được. Cho nên những cái thông tin về chuyện thuế, về chuyện làm ăn có minh bạch hay không, thì những chuyện đó chúng tôi rất là tự hào. Không chỉ là mình làm theo mà mình còn mời những cái tổ chức rất là chuyên nghiệp để mà kiểm tra chéo giúp mình, để xem mình có sơ sót gì không. Còn chuyện thứ hai đó là làm sao để có thể luôn luôn lắng nghe được và đảm bảo được là mình mang lại giá trị cho khách hàng, thì đó lại là cái trách nhiệm mà chúng tôi đặt lên vai. Tất nhiên sẽ có những cái trường hợp mình cố gắng hết sức nhưng mà mình vẫn không có đạt được đến với cái mong muốn cuối cùng của khách hàng. Thực tế những cái doanh nghiệp lớn thì luôn có nhiều lợi thế hơn, và việc một thông tin tố tụng đến từ một hai khách hàng nhỏ lẻ đối với họ có lẽ cũng chỉ như là mối bỏ biển mà thôi, cũng như là chuyện một con kiến lại đi kiện một con voi vậy. Vậy thì quan điểm của chị như thế nào trước vấn đề này ạ? Ở đây chúng tôi không có cái ý tưởng về con kiến và con voi, mà mỗi khách hàng đi đến vào cửa thì phải đảm bảo được có have a good time, có một cái thời gian vui vẻ, chứ không phải là một cái thời gian người ta tới để người ta buồn. Tất nhiên là những cái sai sót nhỏ ở trong dịch vụ hay là máy móc nó có thể là nó sẽ hư hỏng, chuyện đó nó xảy ra. Và tất nhiên với cái tinh thần cầu thì thôi, chúng tôi mà thấy sai là phải sửa ngay. Tất cả ban lãnh đạo ở đây đều học hỏi được một chuyện rất là quan trọng, đó là cái ông chủ lớn nhất đối với tất cả mọi người chính là khách hàng. Họ không cần phải sa thải mình, họ chỉ cần đi qua, họ mua cái dịch vụ đó ở chỗ khác thôi là mình có thể mình mất việc rồi. Tôi vẫn rất tò mò về câu chuyện giữa một con kiến và một con voi kể trên, khi mà càng ngày những câu chuyện về doanh nghiệp to đè cá nhân nhỏ hay là thái độ ỷ mạnh hiếp yếu cứ càng ngày xuất hiện càng nhiều. Đúng hay sai, mỗi câu chuyện cần nhiều thời gian hơn để mà tìm hiểu, nhưng mà thái độ nhã nhặn và bình tĩnh để giải quyết thì thực sự là điều đáng ghi nhận. Ý kiến của chị thì sao ạ? Tôi không nghĩ là có con voi hay là con kiến gì ở trong cái vị thế giữa doanh nghiệp và khách hàng. Tất cả mọi công ty, dù lớn hay nhỏ, đều phải tuân thủ pháp luật. Thì cái việc mà yêu thương khách hàng là bộ phận của nhân viên, nhưng mà tất cả mọi việc để đảm bảo cái tính công bằng thì cũng phải làm theo luật pháp của Việt Nam quy định. Tôi cũng nhìn thấy một số cái trường hợp ấy, nếu như mà mình làm theo lý thì mình mất đi cái tình nghĩa, mà ở đây á, nó coi như là một cái ngôi nhà thứ hai. Cho nên có những cái trường hợp mà tụi tôi sẽ giải quyết dựa trên tình cảm. Có thể nó còn phải cho đi nhiều hơn những cái thứ mà luật pháp không thôi thì có thể là không yêu cầu. Tất nhiên sẽ phải có những cái hành động, những cái hành vi mà không chấp nhận được thì chúng tôi cũng phải làm việc và xử lý với một cái tinh thần khá là nghiêm khắc để đảm bảo cho cái tính công bằng và bình đẳng cho các hội viên khác. Cuối cùng, chị có thể cho biết những động thái hiện tại và sắp tới từ phía công ty nhằm giải quyết sự việc này, cũng như những biện pháp nhằm tránh sự việc tương tự sẽ xảy ra trong tương lai không ạ? Không phải riêng mình mà tất cả các nhân viên đến làm việc tại California đều có 5 cái ngày, mà 5 cái ngày đó chúng tôi gọi là học văn hóa. Khi mà có bất cứ vấn đề gì xảy ra thì chúng tôi dành 5% của cái việc mình tập trung là để tìm hiểu xem vấn đề đó nó là gì. Không có làm to vấn đề ra mà chúng tôi phân tích vấn đề, tìm hiểu xem cái sai đúng nó như thế nào, rất ngắn gọn. 95% còn lại thì chúng tôi tìm những cái giải pháp để mà giải quyết vấn đề và làm cho cái vấn đề đó trở nên tốt hơn. Và bởi vì như vậy cho nên chúng tôi có một số cái giải pháp mới, đó là thiết lập một số những cái đường dây nóng, mà cụ thể ở đây đó là đường dây nóng của CEO. Có nghĩa là bây giờ cho dù ở cách xa các bạn,
có thể ở một cái thành phố khác hẳn thành phố mà các bạn đang cảm thấy các bạn không hài lòng, thì các bạn cũng có thể gọi vô cái số điện thoại của ông CEO của tập đoàn để có thể giải bày ngay cái điều bức xúc. Tại vì chúng tôi tin á, là nếu còn thương thì còn bức xúc. Cái sự yêu thương nó cũng đến với cái sự khó khăn. Khách hàng yêu thương nhiều thì mình càng phải nỗ lực hơn để làm sao để mình có thể mình phục vụ họ tốt hơn. Cảm ơn chị đã đến với chương trình Câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay. Xin cảm ơn chị và xin cảm ơn các quý vị và các bạn đã quan tâm. Và chúc mọi người một buổi sáng vui vẻ. Và ở phần tiếp theo của chương trình, như thường lệ, chúng tôi sẽ điểm qua thông tin về các sự kiện đáng chú ý dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 9 tháng 8. Ngày hôm nay sẽ diễn ra tọa đàm trực tuyến giấy đỏ cho nhà dự án do Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Bên cạnh những thông tin kiến thức pháp lý về giao dịch mua bán, quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu căn hộ, khán giả còn được cung cấp các thông tin liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận, trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư, quyền lợi hợp pháp của người sở hữu căn hộ. Ngày hôm nay tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra đêm nhạc Johann Sebastian Bach. Đây là một trong những chương trình có quy mô lớn nhất và mang tầm đẳng cấp quốc tế của Liên hoan âm nhạc Việt Nam Collection, với sự tham gia trình diễn của những nghệ sĩ nhạc cổ điển ưu tú nhất của Việt Nam và những nghệ sĩ đẳng cấp quốc tế của nhóm hòa tấu International Chamber Player đến từ Hoa Kỳ. Toàn bộ chương trình sẽ biểu diễn những kiệt tác của Bach, nhà soạn nhạc người Đức thời Baroque, được tôn vinh là một trong những đại thụ của nền âm nhạc thế giới. Ngày hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội sẽ có những thông tin mới nhất về quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2016-2017, mức thu học phí giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập từ năm 2016-2017 đến năm 2020-2021 của thành phố. Ngày hôm nay, tọa đàm Cuộc phiêu lưu của cái tôi trong văn học đương đại Việt Nam sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Pháp Hà Nội nhân dịp ra mắt tác phẩm Đọc tôi, bên bến lạ của Đoàn Cầm Thi. Sự bùng nổ của cái tôi trong các tác phẩm đương đại Việt Nam đang phản ánh cùng lúc thay đổi của xã hội và nỗ lực của văn chương đi tìm một cơ sở mỹ học mới. Bằng phương pháp phê bình hiện đại, Đoàn Cầm Thi mang đến nhiều góc nhìn khác lạ, độc đáo cho những cái tôi của các tác phẩm tưởng đã quen thuộc.